Các bạn đang nghe truyện nói bừa công pháp, đồ nhi ngươi thật luyện thành trên kênh TV. Chương 144, So Tài Mạnh trùng tu luyện nhục thân võ đạo, muốn phá vỡ bình cảnh, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là lực lượng từ bên ngoài rèn luyện, không chỉ áp chế bản thân, mà còn kích thích tiềm lực, phá vỡ bình cảnh. Phương pháp cũng rất đơn giản. Tất nhiên, cũng phải xem xét thiên phú, nếu thiên phú không đủ, dù có rèn luyện thế nào, nghiền ép thế nào, chỉ làm tổn thương bản thân, không thể phá vỡ bình cảnh. Thiên phú nhục thân của mạnh trùng rõ ràng rất cao, không sẽ không xảy ra tình huống tự làm tổn thương căn bản của mình. Chỉ sẽ trong quá trình rèn luyện và nghiền ép, kích thích tiềm lực, phá vỡ bình cảnh, luyện hóa ra kim cương lưu ly cốt. Khi mạnh trùng phá vỡ bình cảnh đồng cốt, chính là do bị kích thích bởi nội khí âm lãnh của huyết vô tâm, kích thích tiềm lực, khí huyết sôi trào, một lần phá vỡ bình cảnh. Sư đệ Đến, chúng ta đi so tài một chút." Hứa Viêm vẫy tay với Mạnh Trùng. "Tốt." Mạnh Trùng gật đầu. Hai người rời khỏi Vân Sơn huyện thành, đến ngoại ô so tài. Trên danh nghĩa là so tài, thực chất là rèn luyện nhục thân của Mạnh Trùng, kích thích tiềm lực của hắn, tiến tới phá vỡ bình cảnh. Ngoại ô Vân Sơn huyện thành, trong rừng núi. Tiếng ầm ầm vang lên. Hứa Viêm khí huyết dâng trào, từng chưởng một liên tục vỗ ra khí huyết nóng bỏng không ngừng đánh vào người mạnh trùng. Còn mạnh trùng vận hành đại nhật kim chung tráo, thân thể như kim chung, dưới sự đánh đập của khí huyết phát ra tiếng vang ầm ầm, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Chưa đủ, mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh trùng khiêu khích cơ bắp nói. Được. Hứa viêm nhíu mày, thân thể đồ đệ quả thực rất mạnh mẽ, xứng đáng với việc theo đuổi võ đạo nhục thân. Rầm rầm, khí huyết lại tăng cường, bao phủ lấy mạnh trùng kiên trì được nửa khắc mạnh trùng cuối cùng không chịu nổi nữa thở hổn hển toàn thân da đỏ cơ bắp run rẩy xương cốt phát ra tiếng vang nhẹ rèn luyện thân thể kích thích tiềm lực phá vỡ bình cảnh không phải là việc có thể làm được trong một hai lần sư đệ hôm nay tạm tới đấy thôi chúng ta tiếp tục vào ngày mai hứa viêm ngừng tay được cảm ơn sư huynh hai người trở về sân lý huyền nhìn họ lặng lẽ gật đầu dù mạnh trùng chưa phá vỡ bình cảnh để bước vào giai đoạn luyện hóa kim cương lưu ly cốt nhưng đã có chút tiến triển bình cảnh đã có chút lỏng lẻo trong những ngày tiếp theo mạnh trùng vẫn tiếp tục dưới sự tấn công của khí huyết hứa viêm để rèn luyện thân thể nhưng vẫn chỉ còn thiếu một chút không thể phá vỡ bình cảnh lý huyền suy nghĩ một chút nếu tiếp tục rèn luyện theo cách này có thể phá vỡ bình cảnh chỉ là cần thời gian dài hơn vậy nên khi mạnh trùng lại rèn luyện thân thể trở về bình cảnh đã lỏng lẻo nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ cần một chút kích thích nữa lý huyền lấy ra một viên linh tinh nhớ lại phương pháp hút tinh huyết trong huyết ma quỷ kinh điều chỉnh một chút dùng chân khí hút linh khí trong linh tinh việc này đối với lý huyền bây giờ không có nhiều khó khăn sức mạnh đã chứng minh rồi một luồng linh khí được hút ra từ linh tinh lý huyền giơ tay chỉ một cái linh khí lập tức nhập vào thân thể mạnh trùng suy khoảnh khắc này khí huyết của mạnh trùng sôi trào lên như thể được kích thích cũng như nhận được sự bổ sung tiếng ầm ầm vang lên trong cơ thể mạnh trùng lập tức mừng rỡ không ngớt vội vàng vận hành khí huyết bắt đầu tu luyện đại nhật kim chung tráo phốc có vẻ như một tiếng động âm u phát ra trong cơ thể bình cảnh được phá vỡ khí huyết lại một lần nữa luyện hóa vào xương và lúc này trên kim cốt bắt đầu phát ra ánh sáng lưu ly nhạt nhòa. Cảm ơn sư phụ. Mạnh Trùng vui mừng cúi đầu. Cứ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày nhập môn. Lý Huyền gật đầu. Tất linh tinh lại, hai viên linh tinh này đối với hắn bây giờ là vật quý giá. Nếu như hứa viêm đột phá tiên thiên cảnh, gặp phải một số bình cảnh, có lẽ cũng cần hắn hút linh khí trong linh tinh để giúp đỡ, có thể đột phá nhanh hơn đồ đệ càng nhanh nâng cao sức mạnh hắn cũng có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh vâng sư phụ mạnh trùng gật đầu hào hứng sư đệ đợi khi ngươi nhập môn chúng ta lại so tài một lần hứa viêm đầy mong đợi được mạnh trùng gật đầu sư phụ ta muốn về nhà một chuyến hứa viêm suy nghĩ một chút hắn cũng nên nỗ lực những ngày này đột phá khí huyết cảnh viên mãn cũng nên về nhà một chuyến chỉ bảo gia đình về việc tu luyện đi đi lý huyền gật đầu hứa viên cách khí huyết cảnh viên mãn không xa nữa đó là chuyện trong vài ngày tới tuy nhiên việc đột phá khí huyết cảnh viên mãn không có nghĩa là có thể ngay lập tức đột phá tiên thiên cảnh cần phải có thời gian để ổn định trước khi bắt đầu đột phá và quá trình đột phá cũng mất thời gian mạnh trùng đang trong quá trình luyện hóa kim cương lưu ly cốt mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn có lẽ không cần đến một tháng hắn ta có thể hoàn thành việc luyện hóa kim cương lưu ly cốt thạch nhị nhìn mà thèm muốn hắn cũng bắt đầu luyện cốt chỉ sau khi tự mình trải qua mới biết luyện cốt khó khăn đến mức nào khi mới bắt đầu luyện cốt cảm giác đau đớn như hàng nghìn con kiến trắng thực sự quá khó chịu người có ý chí yếu một chút đều sẽ la hét một khi la hét khí huyết gián đoạn quá trình luyện cốt sẽ dừng lại như vậy việc hoàn thành luyện cốt trở nên rất khó rất khó thạch nhị ý chí cũng rất mạnh mẽ đã vài lần suýt nữa không chịu nổi nhưng cuối cùng hắn cắn răng chịu đựng qua giai đoạn khó khăn nhất lúc này hắn cảm nhận được sự thay đổi từ việc luyện cốt sức mạnh có sự tăng trưởng lớn kim cốt ta không dám mong đợi mục tiêu là đồng cốt thôi thạch nhị đặt mục tiêu cho riêng mình người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình mục tiêu kim cốt quá lớn, hắn không thể làm được, không có thiên phú thiên bẩm. Nhưng đồng cốt vẫn có hy vọng. Đồ đệ của ngươi, hứa viêm, khí huyết cảnh viên mãn, chân khí của ngươi được nâng cao. Hứa viêm đã đột phá khí huyết cảnh viên mãn, phản hồi từ bàn tay vàng cũng đến. Chỉ cách một cảnh giới, phản hồi hơi ít, nhưng chân khí cũng tăng lên khoảng một nửa. Lý huyền thở dài tiếc núi. Chân khí tuy tăng gấp đôi, nhưng hắn vẫn ở giai đoạn nhập môn tiên thiên cảnh, tuy nhiên sức mạnh đã được tăng cường thêm. Kiếm tâm thông minh của ta đã đại thành, cơ sở kiếm đạo cũng đã đại thành, có nên thử cảm ngộ kiếm ý không? Lý Huyền không khỏi trầm tư. Một hồi lâu sau, không thể cảm ngộ được đầu mối của kiếm ý, chỉ có thể bỏ qua. Thôi, việc vất vả như vậy, cứ để cho đồ đệ làm đi. Hứa viêm đã đột phá khí huyết cảnh viên mãn, tiên thiên không xa, Lý Huyền mong đợi Mạnh Trùng bước vào võ đạo, cố gắng trước khi hứa viêm đột phá tiên thiên cảnh, có thể đột phá khí huyết cảnh. Đồ đệ thứ hai tu luyện công pháp mới biên soạn, sẽ nhận được bao nhiêu phản hồi, quan trọng hơn, võ đạo nhục thân, đại nhật kim trung tráo tăng cường, phòng thủ của mình sẽ được nâng cao. Đứng không nhúc nhích, võ giả tông sư nội vực cũng không thể phá vỡ phòng ngự, sau khi hứa viêm đột phá khí huyết cảnh viên mãn, trở về nhà của mình, bắt đầu ổn định cảnh giới, chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên cảnh. Hắn cũng thường xuyên đến ngoại ô vân sơn huyện, ngồi trên núi, cố gắng cảm ngộ kiếm ý, cũng tu luyện hàng long trưởng, cố gắng cảm ngộ ý của hàng long trưởng. Chỉ là, tạm thời chưa có tiến triển lớn. Mười ngày sau khi hứa viêm đột phá khí huyết cảnh viên mãn, vào một ngày, mạnh trùng đang tu luyện, toàn thân bắt đầu phát ra ánh sáng lưu ly nhạt. Hơi thở đang biến đổi. Lý Huyền lặng lẽ quan sát, đồ đệ thứ hai sắp bước vào võ đạo rồi. Thạch nhị đứng ở xa nhìn, đầy ghen tị, mạnh trùng sắp bước vào võ đạo, còn mình còn xa mới có thể bước vào nhập môn võ đạo. Không trách chủ thượng thu nhận hắn làm đồ đệ, thiên phú quả thực quá mạnh, ta cũng coi như có cơ duyên lớn, có thể tiếp xúc võ đạo, tu luyện võ đạo, làm việc cho chủ thượng. Thạch nhị trong lòng cảm thán không ngớt. Lúc này của mạnh trùng, bao phủ trong ánh sáng lưu ly, dần dần ánh sáng lưu ly tựa như hóa thành một chiếc chuông vàng bao bọc lấy hắn theo thời gian trôi đi mạnh trùng dường như trở thành một người bằng vàng với thần thái mạnh mẽ vô song đang tập trung lại lý huyền nhìn mà gật đầu đồ đệ thứ hai của ta có dáng vẻ như la hán kim cương truyền cho hắn đại nhật kim chung tráo thật sự quá phù hợp tiếng xương cốt nứt vang bất ngờ một tiếng xương cốt vang lên ánh sáng lưu ly trên người mạnh trùng càng trở nên mạnh mẽ cơ bắp trung rẩy, bên trong cơ thể có tiếng sấm sét vang lên. Khí huyết hóa thành ánh sáng lưu ly, ngưng tụ thành kim chung, hợp nhất với thân thể của hắn. Khí thế mãnh liệt, như một cơn bão, đang hiển hiện trên người mạnh trùng. Rầm rầm, tiếng sấm vang lên, kim chung xuất hiện, đông, cùng với sự xuất hiện của kim chung, dường như tiếng chung cũng vang lên. Khí huyết kim chung, ánh sáng lưu ly vàng bao phủ mạnh trùng, tiếng sấm càng ngày càng lớn. Hàng xóm đã có người nhìn ra ngoài xem trời, mặt mày hoang mang, trời quang mà sao lại có tiếng sấm sét, chẳng lẽ là huyện lệnh phạm tội, nên trời quang mà vang lên tiếng sấm sét, hay là Vân Sơn huyện có án hoang lớn? Lý Huyền nhíu mày, bàn tay lật ngược, chân khí dâng trào ra, phủ kín sân nhà, che giấu đi tiếng vang từ việc đột phá của Mạnh Trùng. Gầm, Mạnh Trùng hét lớn một tiếng, xương cốt nổ vang như sấm, khí huyết ngưng tụ thành kim chung, toàn thân phát ra ánh sáng lưu ly vàng cơ bắp trở nên cường tráng hơn cùng với sự tuần hoàn của khí huyết toàn thân hắn cao lên một chút thân hình to lớn cường tráng hơn một vòng suýt nữa làm nổ tung chiếc quần da bò mà hắn đang mặc ta đã bước vào nhập môn võ đạo đại nhật kim chung tráo đã nhập môn mạnh trùng vô cùng phấn khích lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh của mình dù là thép cũng không sánh bằng thân thể mạnh mẽ của mình chỉ trong một ý nghĩ kim chung bao phủ mọi cuộc tấn công đều có thể bỏ qua toàn thân không hề có điểm yếu không có chỗ mỏng manh nào ngoại trừ việc dùng bạo lực phá vỡ phòng thủ của mình không có cách nào khác có thể làm tổn thương hắn hắn có cảm giác như là bất khả chiến bại trong cùng cấp độ quét sạch mọi thứ thạch nhị bị khí thế hùng hổ của mạnh trùng làm cho kinh ngạc chỉ mới bước vào võ đạo mà đã đáng sợ như vậy hắn có cảm giác dù bản thân mình đạt tới khí huyết cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của mạnh trùng chỉ mới nhập môn. Trên lệch quá lớn. Đến đây, dùng bảo đao chém ta. Mạnh trùng hào hứng vẫy tay với thạch nhị. Yêu cầu thạch nhị dùng chiếc bảo đao mà hứa viêm tặng. Được. Lần này thạch nhị không chần chừ. Cầm lấy bảo đao, lao tới, hết sức lực, một đao mạnh mẽ chém về phía mạnh trùng. Đồ đệ thứ hai cuối cùng cũng bước vào võ đạo, Lý Huyền lộ ra nụ cười rạng rỡ, không chú ý đến việc mạnh trùng thử thân thể bằng đao, mong chờ phản hồi từ bàn tay vàng đã lâu, cuối cùng cũng đến. Mạnh trùng đã đột phá, bước chân vào thế giới võ đạo, ánh sáng kim quang quen thuộc bừng lên, rực rỡ và lộng lẫy. Đồ đệ của ngươi, mạnh trùng, đã thành công tu luyện công pháp của ngươi, bước vào con đường võ đạo. Đại nhật kim trung tráo của ngươi đã đạt tới trình độ đại thành. Quanh, khi kim quang của bàn tay vàng và lực lượng phản hồi, lý huyền cảm nhận trong đầu mình công pháp đại nhật kim chung tráo đã hoàn thiện cơ thể hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn từ đó dù rằng hắn đang ở tiên thiên cảnh đại nhật kim chung tráo vẫn có thể phát huy sức mạnh vô song hắn kích hoạt đại nhật kim chung tráo bằng chân khí tạo nên một phòng thủ vô song mạnh mẽ tuyệt đối cơ sở võ đạo của hắn đã được củng cố vững chắc ngọc cốt phát ra ánh sáng lấp lánh ẩn chứa kim cương chi ý, điều này chứng tỏ sự kết hợp hoàn hảo giữa kim cương lưu ly cốt và ngọc cốt, dường như đang trải qua một quá trình biến đổi nào đó. Ngọc cốt cộng kim cương lưu ly cốt của ngươi đã tạo nên tiên thiên linh cốt. Ánh kim quang xuất hiện, phản hồi mạnh mẽ. Tiên thiên linh cốt, trong khoảnh khắc ấy, Lý Huyền chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang hóa bướm, ngọc cốt tỏa sáng rực rỡ như ánh sáng lưu ly, mang đến sự sống động và linh hoạt và cùng với sự xuất hiện của tiên thiên linh cốt chân khí tiên thiên trong cơ thể lý huyền được tinh luyện trở nên mạnh mẽ hơn do đã mất đi cơ hội tiếp cận với thiên địa linh khí nguồn linh khí này khi nhập vào cơ thể lại trở nên ôn hòa và dịu dàng hơn thật không ngờ việc có ngọc cốt kết hợp cộng kim cương lưu ly cốt lại có thể thu được tiên thiên linh cốt điều này quả là ngoài dự kiến trong lòng lý huyền vô cùng hào hứng hắn ta luôn suy ngẫm Liệu sự kết hợp giữa Ngọc cốt và Kim cương lưu ly cốt có thể tạo ra thuế biến, trở nên mạnh mẽ hơn không? Không ngờ rằng, hắn lại nhận được phản hồi tích cực, có được Tiên Thiên Linh cốt, một cấp độ hoàn toàn mới. Dù là Ngọc cốt hay Kim cương lưu ly cốt, cả hai đều được trèn luyện sau sinh. So với Tiên Thiên Linh cốt, chúng vẫn còn kém xa. Huống hồ, Tiên Thiên Linh cốt trong cơ thể hắn lại kết hợp đặc tính độc đáo của Ngọc cốt và Kim cương lưu ly cốt phải tìm đồ đệ nhất định là phải tìm đồ đệ có ngọc cốt có kim cương lưu ly cốt lần sau sẽ biến hóa ra loại xương cốt gì đây ánh mắt lý huyền sáng rực hắn ta lại bắt đầu suy nghĩ về việc tìm kiếm đồ đệ mới sau một hồi lý huyền mới lấy lại được tinh thần bình tĩnh trở lại sau cảm xúc hào hứng việc tìm kiếm đồ đệ mới không phải là chuyện dễ dàng đồng thời hắn ta cũng cần phải sáng tạo ra phương pháp tu luyện mới và tạo ra một loại xương cốt mới trong sân, thạch nhị đang vung bảo đao, liên tục chém xuống thân người mạnh trùng. Tiếng đao vang lên đều đặn, nhưng không thể làm tổn thương mạnh trùng dù chỉ một chút. Dù hắn ta đang cầm trên tay là bảo đao, kết quả vẫn không thay đổi. Thạch nhị cảm thấy sững sờ. Với sức mạnh hiện tại của mạnh trùng, dù đối mặt với hàng ngàn quân, hắn ta cũng không thể làm gì được. Chém mà tay cảm thấy mềm nhũn, thạch nhị buộc phải dừng lại. Quá mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ ngưỡng mộ mạnh trùng hiện giờ vô cùng kích động siết chặt nắm đấm cảm nhận sức mạnh trỗi dậy trong cơ thể mình đây mới chỉ là bước đầu khi tiến vào thế giới võ đạo sư huynh chúng ta hãy luận bàn với nhau đi mạnh trùng không thể chờ đợi thêm nữa hắn muốn thử sức với hứa viêm được hứa viêm gật đầu đồng ý hai người liền rời khỏi thành trì tới một khu rừng núi gần huyện thành Thạch Nhị cũng hào hứng đi theo để xem trận đấu. Lý Huyền cũng bước ra, lên đến bầu trời trên khu rừng, quan sát hai đồ đệ của mình luận bàn. Sư đệ, ngươi mới bắt đầu con đường võ đạo, nên sư huynh ta sẽ chỉ sử dụng sức mạnh ở cấp độ nhập môn để luận bàn với ngươi. Hứa viêm nói, hắn kiềm chế sức mạnh và khí huyết của mình, chỉ hiện ra ở cấp độ nhập môn của võ đạo. Hắn muốn xem, cơ thể võ đạo của mình mạnh mẽ đến mức nào và liệu hắn có thể áp đảo mạnh trùng chỉ với sức mạnh cùng cảnh giới hay không? Mạnh trùng tu luyện kim cương lưu ly cốt, trong khi hứa viêm tu luyện ngọc cốt. Trên lý thuyết, cả hai có nền tảng võ đạo là ngang nhau. Sức mạnh thực sự sẽ được quyết định bởi kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Hứa viêm chuyên tập kiếm thuật và hàng long trưởng, còn mạnh trùng chưa học bất kỳ kỹ năng võ công nào, nhưng hắn đã tu luyện đại nhật kim trung tráo, có thể sánh ngang với những cao thủ tuyệt đỉnh trong giới hắn không hề non nớt kỹ năng quyền cước của hắn cũng rất tốt sư huynh hãy bắt đầu thôi mạnh trùng toát lên ánh sáng kim cương lấp lánh thân hình của hắn ta trở nên cường tráng và săn chắc cơ bắp cuộn trào như la là hán làm từ kim cương toát lên một khí thế mạnh mẽ không thể nghi ngờ hứa viêm có vẻ mặt nghiêm trọng sức mạnh của hắn như lửa bùng phát máu chảy trong người cực kỳ mạnh mẽ và thuần khiết không giống như mạnh trùng mà hóa thành ánh sáng kim cương lấp lánh Quanh, một cú chưởng mạnh mẽ được tung ra, trực tiếp đánh vào ngực mạnh trùng. Đông, tiếng động nặng nề vang lên, thân thể mạnh trùng rung chuyển, nhưng không hề tổn thương, sư huynh, tiếp tục nào. Mạnh trùng, như thể biến thành người làm từ kim cương lưu ly, vỗ ngực và nói. Hắn ta tu luyện kỹ năng đại nhật kim chung tráo. Để đánh bại hắn ta, đối thủ phải phá vỡ hàng phòng thủ của hắn ta và gây thương tích, nếu không thì không thể chiến thắng đó là điều kiện cần thiết để đánh bại mạnh trùng dù kẻ thù có tấn công linh hoạt thế nào dù có kéo dài cuộc chiến để mệt mỏi mạnh trùng nếu không thể phá vỡ hàng phòng thủ kim chung tráo của hắn ta thì không thể chiến thắng trong cuộc chiến kiên trì này mạnh trùng một nhục thân võ đạo sao lại sợ hãi trận đấu này để xác định thắng thua không cần chiến đấu quyết liệt nếu xét về kỹ thuật võ công tốc độ mạnh trùng ở giai đoạn hiện tại cũng không bằng hứa viêm nhưng nếu Hứa Viêm không thể phá vỡ hàng phòng thủ của hắn ta, hắn ta cũng không thể chiến thắng. Dù có dựa vào sự kiệt sức để làm suy yếu mạnh trùng, cũng không chắc chắn có thể thành công, vì cơ sở võ đạo của cả hai không chênh lệch gì nhiều. Tốt lắm. Hứa Viêm trở nên hào hứng, nguyên thân hắn ta tràn đầy sức sống, hứng phấn. Hắn cũng là một người tự hào và kiêu ngạo. Tất nhiên, Hứa Viêm không muốn lợi dụng ưu thế của mình để bắt nạt sư đệ. Vì vậy, hắn ta quyết định hạ thấp cảnh giới của mình, chỉ biểu lộ sức mạnh ở cấp độ nhập môn của võ đạo và không sử dụng hàng long trưởng hay kiếm thuật. Chỉ dùng sức mạnh thuần túy từ khí huyết để tấn công. ầm ầm hứa viêm ra đòn một lần nữa, sức mạnh khí huyết bùng nổ, nhưng lần này, hắn ta không sử dụng lực khí huyết để oanh tạc mạnh trùng, mà tập trung nó vào lòng bàn tay. Hắn ta nhẹ nhàng di chuyển và bất ngờ đưa một chưởng vào ngực mạnh trùng. Bành, Mạnh Trùng bị đẩy lùi, trên người ánh sáng kim quang lưu ly lấp lánh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng cuối cùng, hắn ta đã ổn định được cơ thể. Hứa Viêm nhướng mày, hỏi liệu đòn này có phá vỡ được phòng thủ hay không. Đại Nhật Kim Trung Tráo của Mạnh Trùng quả thực rất mạnh mẽ. Hứa Viêm cảm nhận được sức mạnh của Mạnh Trùng. Nếu đòn này trúng một võ giả khác, e rằng họ đã bị chấn động đến mức tay tê dại do lực phản chấn nhờ có ngọc cốt và nền tảng võ đạo vững chắc, cùng với sức mạnh khí huyết, hứa viêm không bị ảnh hưởng bởi lực phản chấn. Lại đến, mạnh trùng hít sâu một hơi, đứng trung bình tấn, ánh sáng kim quang lưu ly trên người hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Mơ hồ, có thể thấy một tầng kim chung bao phủ lấy cơ thể của hắn. Vậy thì lại đến. Hứa viêm cũng hít sâu một hơi, nâng bàn tay lên, khí huyết tập trung không tan, xung quanh hắn không có bất kỳ dấu hiệu nào của khí huyết phân tán. Hắn ta bước lên một bước, vung tay một chưởng vào ngực mạnh trùng. Lý Huyền từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, biết rõ kết quả của đòn này từ hứa viêm. Kỹ năng đại nhật kim chung tráo của mạnh trùng rất mạnh mẽ trong việc phòng thủ. Mặc dù hứa viêm đã dùng hết sức mạnh trong cú chưởng của mình, sức mạnh đó gần như bị triệt tiêu hoàn toàn, không thể gây tổn thương cho mạnh trùng. Với nhục thân mạnh mẽ của mạnh trùng, hắn ta dễ dàng chịu đựng được. Sức mạnh nhục thân của hắn không chỉ dựa vào kim chung tráo, nó chỉ là một phần trong hệ thống phòng thủ của hắn. Sức mạnh thực sự của mạnh trùng nằm ở trong thịt và xương của hắn. Quả nhiên, dưới cú đánh tiếp theo, ánh sáng kim cương lưu ly trên người mạnh trùng bắt đầu tan vỡ, và tay của hứa viêm đã chạm vào ngực mạnh trùng. Mạnh trùng lão đảo một chút, máu trong người bắt đầu sôi sụp và ánh sáng kim cương lưu ly lại một lần nữa phục hồi. Hãy tiếp tục, sư đệ, chúng ta cùng ra tay luận bàn." Hứa Viêm nói với sự hào hứng. Dù cú chữ này của hắn đã phá vỡ phòng thủ của Kim Trung Tráo, nhưng lực đánh đã bị giảm đi hơn một nửa, không thể gây tổn thương nào cho nhục thân cường hãn của Mạnh Trùng. Cuộc chiến này, giữa công và thủ, dường như khó có thể phân định thắng bại. "Được." Mạnh Trùng gật đầu, bước lên phía trước và tung một cú đấm. Hắn ta sử dụng kỹ năng quyền cước mà mình đã học, dù không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của khí huyết, nhưng chiêu thức vẫn rất hữu ích. Hứa Viêm cũng không sử dụng kỹ năng Hàng Long Chưởng, mà dùng một kỹ thuật chưởng pháp khác mà hắn đã học trước đó. Hai người bắt đầu thi đấu. Tiếng ùng ùng vang lên, cây cối đổ rạp, ánh sáng kim cương lưu ly và máu sôi sục của Hứa Viêm đối đầu nhau, chưa đầy một khắc đồng hồ hơn nữa khu rừng đã trở thành đống vụn bay đầy trời thạch nhị đứng bên cạnh đã cảm thấy choáng váng trên người hắn ta đầy những mảnh vụn từ cây cối nhưng hắn ta không mảy may quan tâm chỉ quan sát cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt hắn ta cảm thấy nếu chỉ tiến lại gần một chút hoặc chạm phải những vụ va chạm nhỏ chỉ sợ rằng hắn sẽ bị gãy xương thậm chí tử vong ngay tại chỗ bây giờ ta cảm thấy mình như một con kiến thạch nhị suy nghĩ một cách bất đắc dĩ lý huyền im lặng quan sát từ trận đấu này hắn đã nhận ra ai mạnh hơn hứa viêm vẫn hơn một bậc võ đạo của hắn thực sự quá thuần túy và ngay cả nền tảng võ đạo này cũng bắt đầu từ hắn mạnh trùng cũng rất mạnh mẽ với khả năng phòng thủ vô song trong võ đạo và kim cương lưu ly cốt không hề thua kém ngọc cốt nhưng cuối cùng hắn ta vẫn thua hứa viêm một bậc về mặt thuần túy và nền tảng của võ đạo hứa viêm vẫn mạnh hơn một chút cuối cùng nền tảng võ đạo này vẫn xuất phát từ hứa viêm, từ những hiểu biết tự nhiên trong công pháp của hắn. Lý Huyền thừa nhận sự nổi trội của hứa viêm và không còn nghĩ ngợi gì thêm. Trong thế giới rộng lớn này, việc tìm được một đồ đệ mạnh hơn hứa viêm là điều không thể nào. Hắn không còn tiếp tục xem cuộc chiến nữa. Vị trí của hứa viêm là đại sư huynh vững chắc, sức mạnh của hắn cũng không thể nghi ngờ. ầm ầm, mạnh trùng thở hỗn hển, trên người đầy vết chưởng ấn, cảm thấy đau đớn. Không được, ta không chịu nổi nữa. Mạnh trùng tỏ ra bất đắc dĩ. Hứa viêm thu tay lại, một mặt cảm thán, sư đệ, dục thân võ đạo của ngươi thực sự rất mạnh mẽ. Chỉ kém hắn một chút mà thôi. Trong cùng một cảnh giới, có lẽ không ai có thể phá vỡ phòng thủ của sư đệ. Hắc hắc, cũng tạm được, trong cùng cảnh giới, ta chỉ đứng sau sư huynh mà thôi. Mạnh trùng cười khúc khích dù có hơi thua kém một chút, nhưng hắn ta không hề cảm thấy mất mát. Thiên phú của mạnh trùng nằm ngay trong nhục thân của hắn. Nếu như một sư huynh tu luyện theo lối võ đạo truyền thống, họ cũng khó có thể sở hữu sức mạnh như hắn. Sau khi luận bàn kết thúc, hai sư huynh đệ trở về viện. Hứa viêm tiếp tục tĩnh tâm rèn luyện, chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên cảnh. Còn mạnh trùng lại tiến đến gặp Lý Huyền. Sư phụ, ta ta nhập môn, ngươi thấy thế nào? Nói xong, hắn ta vuốt lên đầu trọc của mình và cười ngô nghê. Sư huynh đã tu luyện hàng long trưởng, hắn ta cũng nên học một kỹ năng võ công mạnh mẽ. Sư phụ, ta không muốn học trưởng, ta muốn học quyền. Mạnh trùng nói tiếp. Được, ngày mai sư phụ sẽ truyền dạy cho ngươi. Lý Huyền gật đầu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Cảm ơn sư phụ. Mạnh trùng hào hứng gật đầu. Ngày hôm sau mạnh trùng và hứa viêm so tài trong rừng nơi đó giờ đã trở thành một khoảng đất trống không còn cỏ cây lý huyền đứng với tay chắp sau lưng dáng vẻ uy nghiêm khí thế bí ẩn bao phủ xung quanh toát lên hình tượng của một nhân vật cao nhân không thể đo lường mạnh trùng đứng cung kính bên cạnh đồ nhi ta chỉ truyền đạo chứ không truyền pháp việc truyền dạy quyền cho ngươi cũng không phải là quyền pháp mà thực chất là một lối quyền đạo lý huyền nghiêm nghị mở lời đạo nằm ở sự cảm ngộ ở việc hiểu ra ý nghĩa sâu xa của nó ngươi phải nhận thức rằng chỉ khi hiểu ra được bản chất của đạo ngươi mới có thể liên tục trở nên mạnh mẽ và vạn pháp đều nằm trong đạo sư phụ sẽ truyền cho ngươi một môn quyền đạo nếu ngươi lĩnh ngộ được khi tu vi và cảnh giới của ngươi tăng lên ngươi sẽ cảm nhận được sự tăng trưởng đó và không ngừng hiểu ra bản chất từ đạo của nó võ đạo là không giới hạn cho nên ta luôn nhấn mạnh việc tìm kiếm sự cảm ngộ hiểu ra chân lý bên trong thay vì chỉ chú trọng đến hình thức ở bên ngoài hay chiêu thức ngươi có hiểu không mạnh trùng cung kính đáp sư phụ đồ đệ hiểu rõ lý huyền gật đầu quay lại nhìn hai đồ đệ và nói sư phụ sẽ truyền cho ngươi phong lôi kim cương quyền hãy quan sát kỹ chú trọng vào ý nghĩa của nó còn chiêu thức có thể xem nhẹ vâng sư phụ mạnh trùng gật đầu trong lòng hắn ta hắn ta thầm nghĩ võ đạo của sư phụ mới thực sự là võ đạo mà lý huyền nắm chặt nắm đấm vận chuyển chân khí rồi đột ngột tung một quyền quyền này với chân khí mạnh mẽ uy lực của nó thực sự kinh người hơn nữa dưới sự kiểm soát cố ý của hắn ta chân khí giống như tiếng sấm sét tạo ra tiếng nổ oanh liệt dường như có một tia sét xẹt qua ầm ầm mạnh trùng kinh ngạc không thôi cảm nhận như thấy một tia sét đánh xuống vang dội mạnh mẽ khiến cây cối xa xa trở thành tro bụi chỉ trong nháy mắt quá nhanh quá mạnh lý huyền hài lòng gật đầu thừa nhận rằng bây giờ không còn như trước hắn ta đã trở nên mạnh mẽ sở hữu sức mạnh phi thường lý huyền tự nhiên muốn phô diễn nó một chút dùng sức mạnh tuyệt đối để tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đồ đệ từ đó giúp đồ đệ có thêm trải nghiệm và hiểu biết khi hắn thi triển sức mạnh mình mạnh mẽ đến mức dù không dùng bất kỳ kỹ năng võ công nào uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ ầm ầm sau đó hắn vận dụng cả hai quyền của mình lần này không mang theo sức mạnh mãnh liệt như sấm sét thay vào đó nó giống như một cơn bão cú đấm nhanh như gió khó lòng nhận ra mạnh trùng cảm thấy choáng váng mắt như mù lòa và đầu óc chóng mặt quá mạnh mẽ sư phụ chỉ vừa mới thể hiện một chút đã khiến người ta kinh ngạc đến vậy thật không thể tưởng tượng nổi mạnh trùng cảm thấy rất sốc trong lòng sau khi lý huyền kết thúc cú đấm nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của mạnh trùng hắn cảm thấy rất hài lòng và với thái độ nghiêm túc hắn nói đồ nhi đây chính là phong lôi kim cương quyền ta chi dùng khí huyết cảnh đại thành để thi triển vẻ mặt bình thản hơi thở đều đặn lý huyền nói một cách tự tin sư phụ thật sự rất mạnh mẽ khí huyết cảnh khi thi triển phong lôi kim cương quyền đã sánh ngang với tiên thiên cảnh phải không hắn muốn cho đồ để biết rằng sư phụ của hắn ta giống như một ngọn núi vĩ đại mãi mãi không thể vượt qua mạnh trùng mở to mắt không thể tin nổi sư phụ đã dùng khí huyết cảnh đại thành để thi triển phong lôi kim cương quyền điều này thực sự là quá kinh ngạc chính bản thân hắn dù đã đạt đến khí huyết đại thành cũng không thể thi triển ra sức mạnh mạnh mẽ đến như thế. sư phụ quả nhiên là sư phụ. lý huyền nói một cách trầm tĩnh. phong lôi kim cương quyền quan trọng nhất là ở hai từ phong lôi. lôi nhanh như xét, cuồng bạo, còn phong thì vô hình, khó lòng nhận biết. điều ngươi cần hiểu chính là sức mạnh của phong lôi, sự cuồng bạo và khó lường trong từng cú đấm. ta vừa rồi đã biểu diễn cho ngươi thấy phong lôi kim cương quyền với sức mạnh cuồng bạo của lôi và sự vô hình của phong ngươi nên chú ý học hỏi và hiểu rõ dùng sức mạnh vượt trội hơn so với đồ đệ lý huyền đã thể hiện cú đấm của mình trong mắt đồ đệ đó chính là sự cuồng bạo và khó nắm bắt tiếp theo là để mạnh trùng tự mình lĩnh hội sư phụ đồ đệ chắc chắn sẽ tìm hiểu ra được và không bao giờ làm ngài thất vọng mạnh trùng vô cùng kích động cung kính cuối mình hành lễ vì sư tin tưởng ở ngươi lý huyền gật đầu thân hình nhẹ nhàng bay lên biến mất trong nháy mắt Mạnh Trùng hít sâu một hơi, nhớ lại dấu vết mà sư phụ để lại khi thi triển Phong Lôi Kim Cương Quyền. Hắn nhắm mắt, hình ảnh sư phụ thi triển Phong Lôi Kim Cương Quyền hiện lên trong đầu. Sức mạnh cuồng bạo và mãnh liệt như sấm sét, cảm giác mạnh mẽ như cuồng phong, không thể chối từ. Trong lòng hắn dậy lên cảm xúc khó tả, kinh ngạc trước sức mạnh ghê gớm như vậy. Liệu đây có phải là sức mạnh của khí huyết cảnh đại thành? những gì sư phụ truyền đạt không đây chính là con đường của phong lôi kim cương quyền ta cần cảm nhận sức mạnh nhanh như sét đánh không hình không dáng như gió chứ không phải chỉ là các động tác mà sư phụ đã sử dụng mạnh trùng liên tục nhắc nhở bản thân hắn cố gắng không chú trọng vào các động tác mà sư phụ đã sử dụng mà là sức mạnh mạnh mẽ của phong lôi sau khi truyền đạt phong lôi kim cương quyền cho mạnh trùng lý huyền cảm thấy thoải mái hơn và thỉnh thoảng còn chỉ dẫn thạch nhị trong quá trình tu luyện của mình liệu mạnh trùng có thể hiểu được hay không lý huyền tin rằng sẽ không có vấn đề gì về thời gian cần thiết để thấu hiểu không ai có thể dự đoán được nhưng chắc chắn không mất quá nhiều thời gian mạnh trùng dành mỗi ngày trong rừng núi để lĩnh hội phong lôi kim cương quyền trong đầu hắn liên tục vang lên hình ảnh sư phụ thi triển các động tác nhanh như sấm sét dần dần hãy ghi nhớ sự uy thế này tìm hiểu kỹ lưỡng hơn kể từ đó mạnh trùng bắt đầu đi sớm về muộn mỗi ngày đều dành thời gian trong núi rừng để luyện quyền không ngừng ghi sâu vào tâm trí mình những gì sư phụ đã chỉ dạy đặc biệt là khi biểu diễn phong lôi chi thế lý huyền chỉ đợi hứa viêm đột phá vào tiên thiên cảnh một khi hứa viêm thành công hắn ta có thể trực tiếp truyền công pháp tiên thiên cảnh cho hứa viêm con đường võ đạo của hứa viêm vẫn còn nhiều điều để khám phá mạnh trùng sau khi tu luyện đại nhật kim chung tráo cách tu luyện và phương pháp nào nên áp dụng tiếp theo đã được lý huyền chuẩn bị sẵn sàng quá trình hoàn thiện nhục thân võ đạo cũng đang dần dần diễn ra tuy nhiên công pháp thân thể tiên thiên cảnh cần mạnh trùng tìm hiểu phong lôi kim cương quyền trước sau đó mới có thể truyền lại cho hắn ta để tránh phân tâm quá mức và không thể tập trung từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu ở một ngọn núi vô tận đại hoàng tử của tề quốc dưới sự bảo vệ của một nhóm cao thủ tiếp tục khám phá đại sơn và không ngừng tiến sâu vào bên trong cao nhân ở đâu nhỉ đại hoàng tử tràn đầy khát khao cuộc chiến cho ngôi vị thái tử của hoàng vị dường như sắp đến tay lại bất ngờ bị đánh đổ nguyên nhân chính là sự xuất hiện của hứa viêm một võ giả mạnh mẽ khiến cha hắn không thể không cúi đầu và cả dòng họ hoàng gia tề quốc cũng vậy quách vinh sơn dù có vẻ như chỉ đứng sau một người nhưng thực tế không ai dám chống đối hắn ta ở tề quốc ngay cả cha mình đến nay quách vinh sơn chưa bao giờ làm gì quá khác biệt chỉ là bị danh dự trói buộc hắn ta không muốn phá hoại danh tiếng của mình nhưng khi tầm nhìn của hắn ta ngày càng cao hắn ta không còn quan tâm đến quyền lực và vinh quang thế tục nữa đại hoàng tử cảm nhận rằng việc tìm kiếm cao nhân của mình không chỉ vì bản thân mà còn vì lợi ích của toàn bộ tề quốc và hoàng tộc tề quốc Người nào trước đây đã đề nghị tịch thu gia sản từ con rể của Quách Vinh Sơn. Đại hoàng tử trong lòng âm thầm nghiến răng. Nếu như trước đó không ghé thăm nhà Hứa Viêm, e rằng sẽ không dẫn đến những sự kiện như thế này. Điện hạ, chúng ta đã đi vào sâu hơn 500 dặm trong Vô Tận Đại Sơn, liệu có nên tiếp tục đi sâu hơn nữa không? Thái giám lo lắng nói với đại hoàng tử. Con trai binh bộ Thượng thư Dường như cũng đã đi sâu hơn 500 dặm vào Vô Tận Đại Sơn và bất ngờ gặp phải tai nạn. Tất nhiên, tai nạn không xảy ra trong khu vực này, mà ở một nơi khác cách đó trăm dặm, nơi họ bắt đầu hành trình đi vào núi. Đại hoàng tử nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ liệu nên tiếp tục đi sâu hơn hoặc khám phá các hướng khác. Dù sao, việc tiếp tục cũng ẩn chứa nguy hiểm. Hắn quan sát đoàn người, bao gồm hơn 10 cao thủ đại nội. Đoàn người này, về mặt chiến lược hoàn toàn áp đảo nhóm của con trai binh bộ thượng thư. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, họ không phải là không có khả năng chống trả. Ngay cả khi không thể chống cự, với số lượng người đông như vậy, quái vật kia e rằng sẽ no trước khi có thể hại họ. Đại hoàng tử cắn răng, quyết định tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Sự giàu có và quý phái thường nằm trong hiểm nguy, và võ đạo cũng vậy, vâng, điện hạ. Thái giám gật đầu, chuyển lệnh đi trong lòng hắn, một suy nghĩ xuất hiện, liệu võ đạo có thể giúp gốc rễ mọc không? Hay, nếu không có rễ, liệu có ảnh hưởng đến việc tu luyện không? Mặc dù cơ thể hắn có hạn chế, nhưng lòng hắn vẫn hướng về võ đạo. Đại hoàng tử và một nhóm hơn 300 người, được trang bị kỹ càng, đi qua mọi nơi mà thậm chí cả mảnh thú cũng tránh xa, vượt qua nhiều núi non hiểm trở mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bất ngờ, một con rắn độc xuất hiện, nhưng trước khi nó kịp tiếp cận đội hình, nó đã bị chém chết. Hơn nữa, những người lính canh mặt giáp da còn sử dụng thuốc trừ rắn, khiến phần lớn các loại rắn độc tránh xa họ. Cao nhân ẩn náu ở đâu vậy nhỉ, đại hoàng tử có vẻ mất tinh thần. Trong sâu thẳm của đại sơn, hai bóng người đang dạo bước, không chạm đất, hành tẩu giữa rừng núi. Đột nhiên, tiếng hét vang lên, một con ban lan cự hổ nhảy ra. Người đi đầu, một thanh niên hơn 20 tuổi với ánh mắt sáng lóa, nhìn chầm chầm vào con hổ và cười nói, đây là xích tình hổ sao. Người đàn ông trung niên đi sau hắn ta gật đầu, đúng vậy, thiếu gia. Con hổ nhảy ra, dường như sắp phát uy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thanh niên, nó lập tức bị làm cho hoảng sợ, nằm rạp trên mặt đất, giống như một con mèo to ngoan ngoãn. Thanh niên miễn cười, quay nhìn về phía dãy núi vô tận Đại Sơn. Huyết vô tâm thực sự biết cách trốn tránh, Hắn ta chạy đến khu vực biên hoang này, chẳng lẽ hắn ta nghĩ rằng không có ai dám tìm đến đây để giết hắn ta, người khác có thể không dám, nhưng ta, Tạ Lăng Phong, dám thử. Người đàn ông trung niên nói cẩn thận, thiếu gia, chúng ta không thể chủ quan. Huyết Vô Tâm là tông sư của Ma giáo, tu luyện cái gọi là Huyết Ma Quỷ Kinh, hút tinh huyết của người khác để tu luyện, đặc biệt là máu của võ giả. Ở khu vực biên hoang này, tuy thiếu vắng nguồn năng lượng tự nhiên, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều người với tính cách tàn nhẫn của huyết vô tâm hắn ta chắc chắn sẽ thực hiện những hành động tàn bạo như huyết tế thực lực của hắn ta e rằng không chỉ đã phục hồi mà còn mạnh hơn trước đây tạ lăng phong tự tin nói hồ sơn chúng ta cùng là tông sư dù huyết vô tâm mạnh hơn chúng ta liên thủ chắc chắn có thể đánh bại hắn hơn nữa chỉ một mình ta tạ lăng phong cũng đủ sức giết hắn tông sư võ giả cũng không phải chưa từng giết người hồ sơn suy nghĩ và thấy lý lẽ này hợp lý thiếu gia của hắn không chỉ là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất của nội vực mà còn là một nhân vật nổi tiếng trong giới võ đạo sở hữu sức mạnh vượt xa những võ giả bình thường bản thân hồ sơn cũng là một tông sư cảnh võ giả dù cho tại lăng phong một mình không thể hạ gục huyết vô tâm nhưng với sự trợ giúp của mình cái chết của huyết vô tâm chắc chắn không thể tránh khỏi Hồ Sơn, chúng ta phải đến biên hoang để trừ khử huyết vô tâm, bởi vì nơi đó còn có người sinh sống. Nếu không, biên hoang sẽ trở thành một nơi ngục tù luyện ngục, Tạ Lăng Phong nói nghiêm túc. Hắn nói với giọng lạnh lùng và nghiêm trọng, huyết vô tâm đã trốn vào biên hoang từ một thời gian nay, ta lo sợ rằng hắn đã gây ra nhiều tội ác. Hồ Sơn gật đầu. Biên hoang không có cường giả, ngay cả hàng vạn binh lính cũng không thể làm gì được huyết vô tâm. Chúng ta đi thôi, Hãy nhanh chóng đến biên hoang, Tạ Lăng Phong lên tiếng và bay về phía vô tận đại sơn. Hồ Sơn theo sát phía sau. Thiếu gia nhìn kìa, có người ở phía trước bên trái, Hồ Sơn chỉ tay sau khoảng nửa canh giờ di chuyển. Tạ Lăng Phong quay lại nhìn và thấy một nhóm hơn 300 người tạo thành vòng tròn, cảnh giác bốn phía và bảo vệ một người trẻ tuổi ở trung tâm. Nhóm người này có vẻ hơi chật vật. Người được bảo vệ chắc chắn có thân phận đặc biệt tạ lăng phong thở dài huyết vô tâm quả nhiên đã gây ra nhiều tội ác khiến những người này phải trốn vào sâu trong núi với sức mạnh của họ dù có mang theo cung nỏ nếu tiếp tục đi sâu vào núi và gặp phải các thú dữ như xích tình hổ hay hỏa tông lan e rằng họ sẽ bị diệt sạch hồ sơn gật đầu hiểu rõ những người này dường như tìm đến núi để tránh tai họa liên quan đến việc huyết vô tâm trốn vào biên hoang không khó để nhận ra rằng chính hành động tàn sát của huyết vô tâm tại biên hoang đã khiến những người này phải chạy trốn đến đây chúng ta hãy đi xuống và hỏi thăm tại lăng phong hướng dẫn đại hoàng tử và nhóm của hắn ta tiếp tục cuộc hành trình khi đại hoàng tử và đoàn người của mình đến nơi mọi người đều mệt mỏi và bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ cao nhân cuối cùng ẩn náu ở đâu nhỉ hứa viêm hắn ta đã gặp cao nhân ở đâu đại hoàng tử có vẻ mất kiên nhẫn Sống trong sự xa hoa, hắn ta chưa bao giờ phải chịu đựng loại khổ sở này. Điện hạ, nhìn kìa, cao nhân, một tùy tùng thái giám bất ngờ hét lên với sự phấn khích. Đại hoàng tử, phấn khích, ngẩng đầu lên và thực sự nhìn thấy hai bóng người đang bay tới trong không trung và nhanh chóng hạ cánh trước mặt họ. Cao nhân, trong giây lát, đại hoàng tử trở nên vô cùng kích động, khuôn mặt hắn ta đỏ lên, mệt mỏi như bị quét sạch. Hắn ta bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng sau đó nhận ra điều này không phù hợp. Chưa kịp đứng vững, hắn ta quỳ xuống với tiếng động phù phù. Tề quốc an vương, xin bái kiến cao nhân. Khi đại hoàng tử quỳ xuống, những thị vệ còn lại cũng phấn khích quỳ theo. Xin bái kiến cao nhân. Tạ Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm thán, huyết vô tâm đã tạo ra một tội ác rất lớn, buộc một vị vua của một nước phải đến nơi vô tận này để tìm kiếm cao nhân giúp giải quyết họa lớn của quốc gia. Mọi người hãy đứng lên đi. Tạ Lăng Phong nói giọng trầm và nghiêm túc. Vâng, cao nhân. Đại hoàng tử kích động đứng dậy. Hắn ta lén nhìn Tạ Lăng Phong. Mặc dù Tạ Lăng Phong trông trẻ hơn hắn ta, nhưng đại hoàng tử không nghĩ rằng Tạ Lăng Phong thực sự nhỏ tuổi hơn mình. Hắn ta tin rằng đó là do Tạ Lăng Phong sở hữu có thuật trú nhan và thanh xuân bất lão. Ngươi biết không, tệ quốc của ngươi có phải đang gặp biến cố lớn mang theo đại họa không tạ lăng phong hỏi đại hoàng tử giật mình tự hỏi làm sao cao nhân này biết được phải chăng từ khi hứa viêm xuất hiện tề quốc đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn thậm chí có thể đối mặt với một đại họa có thể có ngày nào đó quách vinh sơn sẽ bất ngờ nổi loạn đúng cao nhân quả thực liệu sự như thần đại hoàng tử gật đầu mạnh mẽ tạ lăng phong suy nghĩ quả nhiên huyết vô tâm đã bắt đầu gây ra thảm họa thôn vệ tinh huyết để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nếu như mình không đến, tình hình ở biên hoang sẽ thật sự bi thảm, không thể tưởng tượng nổi, vừa nghĩ như vậy, tạ Lăng Phong nói giận dữ, quả nhiên là hành động làm càng. Người nói xem, đã có bao nhiêu người chết? Đại hoàng tử trầm ngâm một chút. Hắn ta thực sự không biết con số chính xác, nhưng hứa viêm đã quét qua 10. Không 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 binh lính của thần uy quân, điều này ai ở Kinh Thành cũng biết. Tuy nhiên, số người chết trong thần uy quân thì hắn ta không rõ. Con số cụ thể ta không biết, chỉ nghe nói rằng Hứa viêm đã tiêu diệt 10. Không 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 binh sĩ thần uy quân của Tề quốc. Đại hoàng tử trả lời thành thật. Tạ Lăng Phong cảm thấy sát khí trong lòng càng dày đặc, không thể tin rằng đã có đến một vạn người tử vong. Vậy mà, vẫn là Tề quốc triệu tập một vạn binh sĩ tinh nhuệ. Chẳng phải trước đó họ đã sát hại không biết bao nhiêu người? thậm chí còn tổ chức huyết tế nhất thành mới khiến cho tề quốc phải huy động quân tinh nhuệ để vây quét sao ngươi có thể nói cho ta biết những người khác ở đâu không tạ lăng phong hỏi với giọng trầm có lẽ họ ở đông hà quận đại hoàng tử không chắc chắn lắm tuy nhiên nhìn thái độ của cao nhân có vẻ như hắn ta có mối thù hận với hứa viêm hoặc là sư phụ của hứa viêm thù hận là điều tốt như vậy sẽ không hợp sức với hứa viêm Cao nhân, xin hãy bảo vệ Hoàng thất Tề Quốc. Chúng ta sẵn lòng phục vụ cao nhân như quốc sư hộ quốc. Đại hoàng tử cung kính hành lễ. Không cần quốc sư hộ quốc, những tai ương của Tề Quốc, ta sẽ tự mình giải quyết. Tạ Lăng Phong suy nghĩ rồi nói, ngươi hãy cùng ta trở về Tề Quốc, tìm kiếm tung tích của hắn, ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Vâng, cao nhân. Đại hoàng tử có chút thất vọng. Tuy nhiên chỉ cần cao nhân đến thủ đô tề quốc vẫn còn hy vọng có thể thay đổi tình thế cao nhân xin hãy theo ta trở lại thủ đô chúng ta sẽ sớm tìm ra tung tích của hắn đại hoàng tử ra lệnh và ngay lập tức lên đường trở về thủ đô tề quốc tạ lăng phong quan sát và nhận thấy tốc độ của nhóm người này quá chậm trước khi họ kịp trở về thủ đô huyết vô tâm không biết đã giết thêm bao nhiêu người lo lắng về việc đêm dài lắm mộng tạ lăng phong đưa tay ra nắm vai đại hoàng tử và nói chỉ đường cho ta hãy cùng ta đi đại hoàng tử có chút lúng túng và ngượng ngùng cười nói à cao nhân ta không rõ phương hướng nhưng đồng bọn của ta biết đường hắn ta vội vàng chỉ vào thái giám của mình vậy thì chúng ta cùng đi tạ lăng phong gật đầu hồ sơn nhanh chóng nắm lấy thái giám và cùng tạ lăng phong bay lên không bay lên trời đại hoàng tử kích động không ngừng nhìn xuống dưới và cảm thấy run sợ hứa viêm còn không biết bay mà cao nhân này thì mạnh hơn nhiều xem ra hứa viêm không còn là gì so với cao nhân này đại hoàng tử suy nghĩ về sự sụp đổ của nhà quách vinh sơn cha ta đã già đã đến lúc từ bỏ ngai vàng hắn đã già không còn giá trị gì chỉ biết làm tổn thương con cái mình đại hoàng tử tức giận nghĩ trong lòng hãy chỉ đường tạ lăng phong nói với thái giám phía kia. Kinh thành tề quốc ở phía kia, thái giám hào hứng nhưng cũng hơi run rẩy chỉ về hướng kinh thành tề quốc. Hắn ta muốn hỏi cao nhân rằng, sau khi cắt đứt cốt rễ, liệu có thể tái tu luyện võ đạo không? Nhưng hắn ta không dám hỏi. Chúng ta đi, tạ lăng phong, với nội khí võ đạo bùng nổ, che chở cho đại hoàng tử và bay về phía kinh thành tề quốc. Hồ Sơn, mang theo thái giám, theo sát phía sau kinh thành tề quốc vẫn giữ vẻ phồn hoa như thường. Quần thần không mấy quan tâm đến việc thượng triều, và người dân cũng không để ý đến những chuyện này. Họ chỉ quan tâm rằng không bị lão gia quấy rối cuộc sống hàng ngày. Có hay không việc thượng triều không ảnh hưởng gì đến họ. Ngược lại, Tề Vương thực sự xứng đáng là người có đức hạnh cao cả. Kể từ khi hắn ta bắt đầu quản lý triều chính, hỗ trợ Tề Hoàng, thuế đã giảm bớt, cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn trong cung điện, Tề Hoàng đang tiếp đãi Quách Vinh Sơn, gọi hắn ta bằng cái tên thân mật, Quách Huynh Đệ. Bên cạnh họ là Vân Phi, người phi tử được sủng ái nhất của Tề Hoàng. Quách Vinh Sơn cảm thấy không thoải mái. Lần trước, Tề Hoàng đã có ý định giao Vân Phi cho hắn, khiến hắn phải vội vã từ chối. Vậy mà bây giờ, việc để Vân Phi phục vụ bên cạnh lại có ý gì, Quách Huynh Đệ à, ta thấy ngươi ngày càng ngày càng cường tráng hơn, có muốn không? tề hoàng cười to nói trong lòng hắn ta không ngừng xáo trộn làm hoàng đế mà có những suy nghĩ như thế này chẳng phải là người đầu tiên từ xưa đến nay sao cao nhân cuối cùng ở đâu tại sao vẫn chưa tìm thấy bệ hạ thần thực sự sợ hãi không dám làm điều đó quách vinh sơn vội vàng từ chối một cách lịch sự liệu tề hoàng này có phải đang phát sinh một số ý tưởng kỳ quái nếu không thì tại sao lại muốn giao phi tử của mình đi phụ hoàng cao nhân đã đến, nhi thần đã tìm thấy người ấy. Bỗng nhiên, một giọng nói phấn khích vang lên từ không trung. Tề Hoàng cùng Quách Vinh Sơn nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, và thấy bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Một trong số họ là một thanh niên, lưng đeo bảo kiếm, đang dẫn theo đại hoàng tử từ trên trời xuống, người kia là một nam tử trung niên, cũng đeo bảo kiếm bên hông, sách theo thái giám của đại hoàng tử. Tề Hoàng vô cùng hạnh phúc, bất ngờ đứng dậy. Cuối cùng hắn cũng được gặp cao nhân mà hắn đã mong đợi từ lâu. Xin bái kiến cao nhân. Tề Hoàng tỏ thái độ khiêm nhường, xúc động đến nỗi nước mắt ngấn lệ. Trong khi đó, Quách Vinh Sơn bắt đầu lo lắng. Cao nhân lại đến bằng cách bay, trong khi đó ngoại tôn của hắn, Hứa Viêm, chưa thể ngự khí phi hành. Tuy nhiên, sư phụ của ngoại tôn hắn là một cao nhân tuyệt đỉnh, đúng không? Hắn cũng vội vàng đứng dậy để chào hỏi tạ lăng phong với ánh mắt lạnh lẽo không nói dông dài mà hỏi thẳng kẻ gây họa đang ở đâu tề hoàng sững sờ kẻ gây họa hứa viêm quách vinh sơn cảm thấy lo lắng cao nhân này có vẻ không hài lòng liệu hắn ta có mối thù oán gì với hứa viêm hoặc sư phụ của hứa viêm trái tim của hắn không khỏi lo lắng quách vinh sơn ngoại tôn của ngươi đang ở đâu lúc này tề hoàng nghiêm túc hỏi không còn gọi hắn bằng huynh đệ nữa, mà gọi thẳng tên. Quách Vinh Sơn suy nghĩ một chút, ngoại tôn của hắn đang ở Đông Hà quận, tu luyện cùng sư phụ của mình. Nếu hai vị võ giả này tìm đến, có lẽ sư phụ của Hứa Viêm có thể đối phó được. Hắn đang ở Đông Hà quận. Hắn không giấu giếm, đứng thẳng, nhìn Tề Hoàng. Trong lòng Tề Hoàng bỗng nhiên căng thẳng. Nếu không thể giành chiến thắng trước hai vị cao nhân này, liệu có phải là một nguy cơ hắn ta bèn mỉm cười và nói quách huynh đệ cao nhân muốn gặp ngoại tôn của ngươi ta không thể giấu giếm điều này nghe tin huyết vô tâm ở đông hà quận tạ lăng phong hỏi đông hà quận nằm ở hướng nào đại hoàng tử tự tin đứng thẳng lên và nói cao nhân không cần ngài tự mình đến đó chúng ta có thể gửi người thông báo mời hắn đến kinh thành để gặp ngài nói xong hắn ta chỉ vào quách vinh sơn và ra lệnh quách đại nhân mau gửi tin cho ngoại tôn của ngươi mời hắn đến kinh thành để gặp cao nhân quách vinh sơn nhíu mắt nhìn đại hoàng tử hắn ta nghĩ thầm đứa trẻ này đúng là thích tìm phiền phức đại hoàng tử cảm thấy bất an dưới ánh nhìn của quách vinh sơn nhưng nghĩ đến việc mình có cao nhân làm chỗ dựa liền trừng mắt trả lại tạ lăng phong có vẻ bối rối nhìn quách vinh sơn với ánh mắt nghi ngờ ngoại tôn của ngươi khuyết vô tâm là cháu của hắn ta ư quách vinh sơn gật đầu và nói đúng vậy không biết cao nhân muốn tìm ngoại tôn của ta vì chuyện gì tạ lăng phong chớp mắt cảm thấy có điều gì đó không ổn hắn ta nhìn về phía hồ sơn và hỏi bằng truyền âm huyết vô tâm bao nhiêu tuổi rồi liệu hắn ta có phải xuất thân từ biên hoang không hồ sơn cũng tỏ ra bối rối và nói huyết vô tâm không thể trẻ hơn ta việc hắn ta từ biên hoang đi đến nội vực là điều không thể trên đoạn đường gần nội vực với đầy rẫy hung thú nếu không có sức mạnh từ tứ ngũ phẩm trở lên chắc chắn không thể vượt qua vậy đây là chuyện gì xảy ra tạ lăng phong chưa từng nghĩ rằng sẽ có võ giả xuất hiện ở biên hoang hồ sơn suy tư một chút rồi nói có lẽ huyết vô tâm đã thay đổi tác phong người này trên bề ngoài là ngoại tôn của ai đó nhưng thực tế lại âm thầm kiểm soát họ giúp đỡ và chưởng quản tề quốc triều đình từ bóng tối có thể hắn âm thầm hấp thụ tinh huyết của người khác tránh gây ra họa lớn liệu hắn có sử dụng chiêu trò này để tránh khỏi việc bị chúng ta truy sát không nếu người khác đến biên hoang để hỏi mà không phát hiện sự cố huyết tế họ cũng sẽ không tiếp tục truy đuổi và sẽ quay về nội vực hồ sơn phân tích như vậy tạ lăng phong thấy lý lẽ này hợp lý huyết vô tâm đã thất bại lớn như vậy ở nội vực chạy trốn đến biên hoang chắc chắn sẽ phải giảm bớt sự chú ý để che giấu thân phận hắn thậm chí không ngần ngại giả mạo làm cháu trai của ai đó quả thật không thể xem nhẹ sự kiên nhẫn và âm mưu của huyết vô tâm nghĩ vậy tạ lăng phong hít mắt và nói với quách vinh sơn hãy báo cho ngoại tôn của ngươi mời hắn đến kinh thành gặp mặt một lần báo cho hắn biết rằng không thể trốn tránh được quách vinh sơn không chần chừ gật đầu đồng ý việc này không phải là điều hắn có thể kiểm soát hay giải quyết báo tin cho ngoại tôn nếu thực sự không thể chống đỡ thì để ngoại tôn trốn đi, bệ hạ, thần xin cáo lui. Quách Vinh Sơn chào Tề Hoàng và nói. Ái Khanh, hãy đi thông thả. Tề Hoàng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Khi Quách Vinh Sơn rời đi, Tề Hoàng lập tức chỉ đạo tổ chức yến tiệc để chiêu đãi Tạ Lăng Phong và đồng bạn. Tuy nhiên, Tạ Lăng Phong từ chối, chỉ yêu cầu một chỗ ở yên tĩnh. Tề Hoàng liền đồng ý ngay lập tức. Sau khi tiễn tạ Lăng Phong và bạn đồng hành đến nơi ở yên tĩnh trong Hoàng Cung, Tề Hoàng quay trở lại phòng ngự thư. Lúc này, khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, uy nghiêm của một đế hoàng trở lại rõ rệt. Ra lệnh, hãy âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Tề Vương Phủ và chuẩn bị kiểm soát thần uy quân. Tề Hoàng ra lệnh nghiêm túc. Phụ Hoàng, sao không trực tiếp tịch thu tài sản của nhà Quách Vinh Sơn, đại hoàng tử đề xuất. Ngốc, tề hoàng nhìn con trai mình với vẻ nghiêm khắc trận chiến vẫn chưa kết thúc tại sao phải vội vàng nếu chúng ta hành động vội vã mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hãy kiên nhẫn đừng hấp tấp đúng phụ hoàng nói rất đúng đại hoàng tử vội vàng nhận lỗi trong lòng hắn ta lại cảm thấy không hài lòng với cha mình nghĩ rằng nên tìm cách làm mọi thứ để được cao nhân giúp đỡ trở thành hoàng đế của tề quốc hắn cho rằng cha mình đã già và không còn sáng suốt nên phải từ bỏ ngai vàng ở vân sơn huyện lý huyền đang tập trung hoàn thiện công pháp tiên thiên cảnh nếu có thể kết nối hoàn hảo với tiên thiên cảnh sức mạnh của cảnh giới này sẽ cực kỳ mạnh mẽ vượt qua các đại tông sư trong giới võ đạo nội vực vào ngày hôm đó một thông tin từ kinh thành truyền đến đông hà quận có võ giả từ nội vực xuống kinh thành họ muốn hứa viêm đến gặp họ tại kinh thành có vẻ như những người đến không mang ý định tốt hai người đó xuất hiện từ trên trời, chắc chắn là các tông sư võ giả của nội vực. Sư phụ, đồ đệ sẽ đến kinh thành để gặp các võ giả nội vực một lần. Hứa Viêm tỏ ra hết sức hào hứng. Các tông sư nội vực, ngươi có chắc chắn không? Lý Huyền suy tư một chút rồi hỏi. Hứa Viêm đã đạt đến viên mãn của khí huyết cảnh và là kiếm tâm thông minh, hiểu biết sâu rộng về kiếm đạo. Sức mạnh của hắn ta hiện đã vượt xa so với trước đây. Tuy nhiên, đối mặt với hai người, nếu họ liên thủ, hứa viêm có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc ứng phó. Dù sao, ngay cả tông sư cũng có sự phân biệt về mạnh yếu. Sư phụ yên tâm, ta đã thấu hiểu kiếm đạo, và hàng long trưởng của ta cũng đã đạt đến tầng thứ hai. Ta không sợ tông sư nội vực, dù họ có liên thủ đi chăng nữa, hứa viêm tự tin nói. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, thì cứ đi thôi, Lý Huyền nói, với tay vuốt cầm ngươi có cần sư phụ đi cùng không lý huyền cân nhắc và hỏi lại sư phụ ta nghĩ rằng sư phụ nên ở lại vân sơn huyện để dạy sư đệ một mình ta là đủ sức rồi họ chắc đến là vì huyết vô tâm và không hề làm khó gia đình ông ngoại ta có thể họ không có ác ý lớn đối mặt với họ sẽ là cơ hội tốt để ta rèn luyện kiếm đạo và có thể thấu hiểu kiếm ý hơn hứa viêm nói sau khi suy nghĩ nếu ngươi đã quyết tâm như vậy thì cứ đi thôi, Lý Huyền gật đầu. Vâng, sư phụ, hứa viêm hào hứng lên đường. Tông sư nội vực, dù là hai người, liệu họ có phải là đến để truy sát huyết vô tâm? Từ thông tin Quách Vinh Sơn cung cấp, họ có vẻ có ác ý, nhưng không hề gây khó dễ cho Quách gia. Hơn nữa, họ không tỏ ra kiêu ngạo hay hung hăng. Họ không phải người thích sát nhân. Lần này hứa viêm đi, có thể không gặp vấn đề lớn nhất là khi sức mạnh của hứa viêm không thua kém một tông sư lý huyền suy tư một lúc đồ đệ quý giá của ta không thể gặp chuyện ngoài ý muốn ta nên đi xem một chút cuối cùng lý huyền quyết định không thể yên tâm đồ nhi ngươi cần tìm hiểu kỹ hơn về phong lôi kim cương quyền nhất là về sức mạnh của phong lôi sư phụ cần phải rời đi một thời gian sau khi mạnh trùng trở về và nhận được lời dặn dò từ lý huyền hắn lập tức bay lên và hướng tới kinh thành tề quốc ở kinh thành tề quốc quách gia cha liệu hai vị cao nhân đó có phải là đang tìm viêm nhi quách vân khai bày tỏ sự lo lắng chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta chúng ta chỉ có thể để viêm nhi tự giải quyết quách vinh sơn nói một cách bất đắc dĩ kể từ khi cao nhân xuất hiện ở kinh thành quần thần đều rất hào hứng và náo nức tìm tới tề hoàng để gặp gỡ họ Tề vương phủ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Trong mắt quần thần, dường như tề vương phủ sắp hết thời. Mọi người tránh xa tề vương phủ, như thể sợ nhiễm bất kỳ điều xấu nào. Tề hoàng không quan tâm đến quần thần, mà dành trọn tâm trí để thăm hỏi cao nhân, mang tới đủ loại dược liệu và bảo vật quý giá. Mặc dù cao nhân không nhận, nhưng hắn vẫn kiên trì không rút lại quà cáp. Tề hoàng nghĩ rằng với lòng kính trọng của mình và việc tận tình dân hiến bảo vật, cao nhân cuối cùng cũng nên bày tỏ lòng biết ơn hắn tự hài lòng và chờ đợi cơ hội để hỏi về võ đạo hy vọng cao nhân sẽ nhận lấy đồ đệ đại hoàng tử cũng rất chăm chỉ phục vụ hy vọng mình sẽ được cao nhân chấp nhận làm đồ đệ và học hỏi võ đạo mạnh mẽ người đâu sao lại biến mất tạ lăng phong tỏ ra không kiên nhẫn cao nhân yên tâm hắn đã lên đường đến kinh thành đại hoàng tử nịnh bợ trên khuôn mặt hiện rõ vẻ tân bốt ngay trong ngày hôm đó một bóng dáng nhanh chóng tiến về phía hoàng cung lão tề hoàng kia ta là hứa viêm đây cao nhân đó ở đâu hứa viêm đã đến hắn ta vẫn giữ thái độ và phong cách như lần trước bay lượn tới một cách kiêu ngạo khí thế của hắn ta uy nghiêm và đầy bá khí đây là gì tại lăng phong và hồ sơn đều sững sờ một vỏ giả đột ngột xuất hiện trong chốc lát Cả hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ và bay lên không, chớp mắt đến trước mặt Hứa Viêm. Hứa Viêm nhìn chằm chằm, nhận ra họ là các tông sư võ giả. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Tạ Lăng Phong, cảm nhận được rằng người này mạnh mẽ và toát ra khí thế lạnh lẽo. Hắn ta rút kiếm từ bên hông. Một kiếm đạo võ giả, ánh mắt hắn ta lập tức sáng lên, đứng trên nóc cung điện, xoa tay, đầy hứng thú muốn đối đầu với một võ giả kiếm đạo nội vực vị võ giả nội vực này trông không quá già, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, lớn hơn hắn ta khoảng 11 đến 12 tuổi. Thực lực của họ thậm chí còn mạnh hơn huyết vô tâm, là các ngươi đang tìm ta sao, hứa viêm hỏi với vẻ hào hứng. Tạ Lăng Phong cao mày, có vẻ không hài lòng với thanh niên đứng trước mắt mình. Dường như đây là một võ giả. Tuy nhiên, khí tức của hắn ta khác biệt so với các võ giả thông thường, với sức mạnh khí huyết cực kỳ thịnh vượng hít sâu một hơi, tạ lăng phong nói trầm giọng, ngươi không phải là huyết vô tâm. Huyết vô tâm đâu? Rõ ràng hắn ta đến tìm huyết vô tâm. Huyết vô tâm đã chết, hứa viêm trả lời mà không giấu giếm. Chết, tạ lăng phong giật mình. Một tông sư võ giả đã chết ở biên hoang sao, ai là người giết hắn, hắn ta không tin rằng thanh niên trước mắt có thể giết chết huyết vô tâm. Sư phụ của ta. Sư phụ ngươi là ai? ngươi không cần biết điều đó. Đã đến tìm ta, thì hãy ra tay đi. Ta cũng muốn thử xem sức mạnh của các tông sư nội vực, hứa viêm tự tin, bùng nổ với một tiếng ầm. Một con cự long màu đỏ thắm quấn quanh người hắn. Tạ Lăng Phong kinh ngạc và nói trầm giọng, ngươi là người của nơi nào? Ngươi từ nội vực đến sao? Hứa viêm đứng đó kiêu ngạo, nói, ta không phải từ nội vực. Ta là hứa viêm, người của Đông Hà quận, Tề quốc, cũng là người của biên hoang này không thể nào điều đó tuyệt đối không thể tạ lăng phong tỏ ra khó tin biên hoang không thể xuất hiện võ giả hứa viên cười khinh bỉ vậy ngươi nghĩ ta là gì không phải võ giả sao cái này tạ lăng phong lúng túng đúng vậy không phải trước mắt này chính là một võ giả của biên hoang sao hồ sơn cũng rất kinh ngạc khi hắn ta cố gắng cảm nhận linh cơ của thiên địa nhưng không thu hoạch được gì điều này chứng tỏ rằng ở biên hoang linh cơ thiên địa vẫn không còn đừng chần chừ hãy chiến một trận đi hứa viêm tỏ ra không kiên nhẫn chỉ vào tạ lăng phong và nói được tạ lăng phong hít sâu một hơi và gật đầu đồng ý chúng ta ra ngoài thành rồi chiến đấu hứa viêm nói sau đó nhanh nhẹn bay ra khỏi thành tạ lăng phong và hồ sơn nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Họ cũng bay lên không, theo sau hứa viêm ra ngoài thành. Cả kinh thành đều sôi động. Một trận chiến giữa các võ đạo cường giả sắp diễn ra, mọi người đổ xô ra khỏi thành để xem chiến đấu, nhưng không thấy bóng dáng của họ. Ở ngoại ô tề quốc kinh thành, cách đó hơn 10 dặm. Tạ lăng phong đi trên không, rút kiếm ra, toát ra khí thế lạnh lùng và sắc bén, giống như một thanh kiếm, khí thế của hắn ta áp chế hứa viêm hứa viêm phấn khích cả người tràn đầy sự hứng thú ta là kiếm tôn nhai tạ lăng phong tạ lăng phong giới thiệu và chắp tay chào ta là hứa viêm từ đông hà quận hứa viêm đáp lại lễ chào cảm nhận được phong thái lạnh lùng và sắc bén của tạ lăng phong hứa viêm càng thêm hứng thú hắn ta mới bước vào nhập môn kiếm đạo hiểu rõ kiếm tâm thông minh nhưng chưa cảm ngộ được kiếm ý có thể cuộc chiến này là cơ hội tuyệt vời một trận chiến với một võ giả kiếm đạo nội vực, để xác định ai mới là người mạnh hơn. Hứa huynh. Đúng vậy, không phải đây chính là một võ giả của biên hoang ư, tạ lăng phong ôm quyền và hỏi với vẻ hiếu kỳ, hứa huynh, ngươi thuộc cảnh giới nào? Hắn ta không thể đoán được cảnh giới của hứa viêm. Dường như hứa viêm không phải tông sư cảnh, nhưng cũng không giống nhất phẩm cảnh. Nhất phẩm cảnh nào lại có khí thế mạnh mẽ đến thế? Hơn nữa, Điều làm hắn ta ngạc nhiên hơn là con cự long màu đỏ thấm lượng quanh người Hứa Viêm. Cái này thực sự gây kinh ngạc, vì hắn ta chưa từng thấy công pháp như vậy ở nội vực. Võ đạo nhập môn, khí huyết cảnh viên mãn, Hứa Viêm trả lời một cách thẳng thắn. Khí huyết cảnh, Tạ Lăng Phong bất ngờ. Hắn ta không hiểu cảnh giới này và tự hỏi tại sao chưa từng nghe nói về nó. Quay đầu nhìn về phía Hồ Sơn, hắn ta phát hiện Hồ Sơn cũng đang ngỡ ngàng. Chỉ là võ đạo nhập môn, tạ lăng phong không thể tin. Hứa huynh, khí huyết cảnh là gì? Võ đạo nhập môn chẳng phải là cửu phẩm cảnh sao, tạ lăng phong thắc mắc. Hứa viêm không kiên nhẫn, đừng nói những lời vô bổ, đánh xong rồi hãy nói. Được, tạ lăng phong đồng ý, ánh mắt sắc bén, rút kiếm ra, kiếm khí bùng nổ từ mũi kiếm, tạo ra một luồng sáng chói lòa. Hứa huynh, mời ra tay. Vậy thì ta không khách khí, hứa viêm vỗ ra một chưởng. ầm ầm, cú chưởng của hứa viêm hóa thành cự long, tạo ra một cảnh tượng hoành tráng. Tạ Lăng Phong, với một kiếm chí mạng, chia đôi hình ảnh cự long của hứa viêm. Hứa viêm tập trung, nhận ra rằng Tạ Lăng Phong mạnh hơn huyết vô tâm rất nhiều. Hắn ta hít sâu một hơi, hàng long chưởng tung ra, tạo ra 18 cự long đồng loạt tấn công. Tạ Lăng Phong giật mình với cú chưởng này. Hắn ta xoay trường kiếm, tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, chặn lại tất cả các cuộc tấn công và sau đó, với một động tác nhanh như chớp, kiếm quang như thiểm điện xuyên qua không trung, nhắm thẳng vào cổ họng của hứa viêm. Hứa viêm tập trung và trong chớp mắt, hắn ta phát hiện ra điểm yếu của đòn kiếm, nhưng không kịp phản công. Hắn ta nhanh chóng thực hiện một động tác di hình hoáng vị, tránh né đòn kiếm chí mạng. Tạ Lăng Phong ngạc nhiên với thân pháp đó hắn ta không ngờ rằng có thể lập tức thay đổi vị trí trong nháy mắt. Hứa viêm thúc giục 18 con rồng khổng lồ, bay lượn khắp nơi, từ bốn phía tấn công tạ lăng phong với uy thế của hàng long trưởng nộ, thể hiện một cách tận tâm. Với ánh mắt đầy trọng lượng, tạ lăng phong toát lên khí tức ngày càng hùng vĩ. Trong tay hắn, thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, mỗi đòn kiếm đều như dòng sông lớn, tạo ra âm thanh vang dội. ầm ầm kiếm khí bao trùm lên những con rồng, tiếng nổ vang lên, rồng bị đánh gục, mặc dù kiếm khí cũng giảm đi một nửa, nhưng vẫn hùng vĩ. Xoát, ánh mắt tạ lăng phong lạnh lẽo, kiếm khí vây quanh hắn, thanh bảo kiếm trong tay hắn tả sáng, kiếm khí phun ra mạnh mẽ, mô phỏng dòng sông hùng vĩ. Hồ Sơn, từ xa quan sát, không khỏi rung động, thiếu niên này, đã sử dụng trưởng pháp gì vậy? Thiếu gia thậm chí đã sử dụng vạn hà kiếm pháp. Vạn hà kiếm pháp, một kiếm như dòng sông, là một trong những công pháp kiếm kỹ đỉnh cao của kiếm tôn nhai. Chính với kiếm pháp này, Tạ Lăng Phong đã từng chém giết tông sư võ giả, tạo nên uy danh lừng lẫy tại nội vực. Đây chính là kiếm pháp. Trong lòng hứa viêm rung lên, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ kiếm pháp của Tạ Lăng Phong. Kiếm khí lan tỏa khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, dồn dập không ngừng, giống như dòng sông mạnh mẽ, không thể né tránh, không thể chống cự. Kiếm khí không chỉ hùng vĩ vô song, mà còn mềm mại như nước, không thể chối từ, hàng long trưởng phát ra với lực oanh kích mạnh mẽ, nhưng khi lâm vào dòng sông Giang Hà, nó trở nên nặng nề và tốn kém sức lực hơn, rõ ràng long phải là bá chủ của nước, nhưng giờ đây lại phải đối mặt trong môi trường nước, cho thấy sự khác thường của kiếm pháp này. Tuy nhiên, hứa viêm cũng hiểu rằng, với khí huyết cảnh của mình để kích hoạt hàng long trưởng, cuối cùng không thể phát huy hết uy lực vốn có, nên mới gặp khó khăn trong trường hà hắn không hề nản lòng mà càng thêm hứng khởi bây giờ với tâm trạng minh mẫn và sáng suốt kiếm pháp của tạ lăng phong xuất hiện trong đầu hắn đây là điểm yếu ồn ào vang dội một con cự long phá tan kiếm khí tấn công về phía tạ lăng phong đây là cơ hội của lăng lệ hãy tránh đi con cự long đó đột ngột lao lên tránh một đợt kiếm khí sau đó nhanh chóng hạ xuống phá hủy một đợt kiếm khí khác ánh mắt của tạ lăng phong trở nên sắc bén hắn liên tục triển khai vạn hà kiếm pháp kiếm khí hóa thành dòng sông vô tận bao vây hứa viêm từ mọi phía với kiếm khí ngày càng dày đặc và lấp lánh lý huyền đứng không xa im lặng quan sát cuộc chiến giữa hứa viêm và tạ lăng phong bây giờ với kiếm tâm thông minh của mình đã hoàn thiện hắn đã thấu hiểu hết vạn hà kiếm pháp trong đầu hắn dựa vào vạn hà kiếm pháp làm nền tảng hắn đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mạnh mẽ hơn đây chính là sức mạnh của kiếm tâm thông minh kiếm pháp của địch nhân chính là kiếm pháp của ta kiếm chiêu của địch nhân chính là kiếm chiêu của ta hơn nữa sử dụng ưu điểm của mình để bù đắp cho nhược điểm nâng cao kiếm pháp lên một tầm cao mới với cảnh giới tu vi cao hơn hắn có thể thấu hiểu vạn hà kiếm pháp trong thời gian ngắn như vậy và từ đó khắc phục nhược điểm Mặc dù Hứa Viêm mới chỉ bắt đầu học kiếm tâm thông minh và cảnh giới của hắn còn khá thấp, hắn vẫn có thể nhận ra điểm yếu trong kiếm pháp và vẻ đẹp của Lăng Lệ. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa rõ ràng trong tâm trí hắn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng kiếm tâm thông minh, nên cảm thấy hơi xa lạ là điều dễ hiểu. Hắn sẽ nhanh chóng thành thạo với thời gian. Trong cuộc chiến đang diễn ra, kiếm khí biến thành từng dòng sông dài, phủ khắp nơi. 18 con rồng khổng lồ cố gắng chống trả trong môi trường đầy kiếm khí, nhưng không gian cho cuộc tấn công của chúng càng ngày càng thu hẹp. Dựa vào tình hình hiện tại, kết quả của trận chiến đã dần hiện rõ. Tuy nhiên, Lý Huyền biết rằng Hứa Viêm chỉ đang học Vạn Hà kiếm pháp mà thôi. Hắn vẫn chưa thực sự xuất kiếm, Tạ Lăng Phong trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi và ngưỡng mộ sức mạnh của Hứa Viêm. Hắn ta không thể tin rằng ở nơi biên hoang này lại có một thiếu niên võ giả mạnh mẽ như vậy và câu hỏi đặt ra hứa viên mới chỉ bắt đầu con đường võ đạo và cảnh giới khí huyết của hắn là gì trong lòng tạ lăng phong đầy nghi vấn hắn chỉ mới bắt đầu con đường võ đạo sao không điều đó không thể nào làm sao một người mới bắt đầu có thể sở hữu sức mạnh phi thường như vậy hồ sơn người đang quan sát từ xa chứng kiến vạn hà kiếm pháp được triển khai thấy rõ ràng trong chiến trường kiếm khí mạnh mẽ như dòng sông cuồn cuộn trong khi đó khả năng tấn công của những con rồng mạnh mẽ ngày càng giảm. Không lâu sau, chúng sẽ bị kiếm khí của vạn hà tiêu diệt. Có thể chiến đấu với thiếu gia đến mức này, quả thực là tài năng xuất chúng. Hồ Sơn không ngừng cảm thán. Khi hứa viêm khuấy động năng lượng, hắn ta một chưởng đẩy ra, 18 con rồng lập tức hợp lại thành một, biến thành một con rồng cực kỳ to lớn và cứng cáp, quanh, con cự long phóng ra với uy thế đáng kinh ngạc và sức mạnh to lớn, tạo ra một khe hở trong không gian với lực kiếm khí của mình, phá vỡ mọi trở ngại. Hứa viêm tiến lên một bước, hai tay của hắn phóng ra như hai con cự long, với sức mạnh khí huyết mạnh mẽ đang khuấy động, mỗi đòn trưởng là một cú đánh mạnh mẽ, không chút phô trương mà chỉ có sự mạnh mẽ và trực diện. Với sức mạnh cực đại của hàng long trưởng, đậm chất cương nghị và dương cương, hứa viêm đã đưa hàng long trưởng đến đỉnh cao của khí huyết cảnh. Trên đỉnh đầu hắn, một luồng khí huyết bốc lên mạnh mẽ. Hắn sử dụng sức mạnh cương nghị và dương cương của trưởng Pháp để đối đầu trực tiếp với kiếm khí của Vạn Hà. Hàng Long trưởng không chỉ linh hoạt và biến hóa, mà quan trọng nhất là sức mạnh cương mảnh và dương cương đó chính là nguồn gốc của uy lực Hàng Long, hứa viêm hiểu ra trong lòng.